Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của Hit. Và hôm nay thì mình đi với một bạn nhỏ nhất trong quân đoàn của mình, đó là bạn Fun Gấu Best. Anh em Gấu Best. Đấy, Best Gấu anh em ạ. Con gấu đỉnh nhất luôn. Để xem gấu như nào nha. Gấu thì sinh năm 2K9 nha anh em. Bạn ấy thì đang học lớp 4 mà thôi. Chúng ta cùng xem bạn ấy thể hiện như nào. Tại vì bạn ấy nhỏ tuổi quá, cứ gọi là đòi đi cùng mình quay video ấy, không đi thì khóc. Nên là mình phải cho đi quay cùng. Ok, chúng mình sẽ đáp xuống quảng trường nhé. Đúng không gấu? Quảng trường như là không có ai. Ok, gấu đã quyết định nhận là gọi là em ấy chứ đừng gọi là bạn ấy. Ok, gấu ơi, em gấu, gấu em. Em ơi, em. Vừa bảo gọi em xong bắt đầu. Vừa bảo gọi em xong bắn nỏ. Gấu vừa giật mình anh em ạ. Gấu tưởng bị bố mẹ canh nên là đang nhìn xung quanh. Uầy, giáp ba này. Cái gì? Đây, ra đây. Đấy cho. Em bú đây anh em à. Có đồ ngon là xin. Để đây nhá. Để đây này. Đây rồi, một bịch báo cho mình em ơi. Bên này mình quay cái video show nên là danh tụt quá. Thôi. Ok, để. Cho nên là các phím các phiếc thứ thì mình để mờ hết anh em ơi. Anh em thấy mờ không? Không để ý, không thấy đúng không? Mình cho nó rõ lên chút đi, cho nó bắn cho nó ok anh em à. Máu này ok, đợi anh tí. Anh đang cho mấy phím này nó rõ cái. Mấy quay video để màu quá. Rồi mất khôi à. Vớ vẩn. Hiện tại khu quảng trường này rất là vắng người thôi. Mình và Go Best cứ gọi là từ từ mà lút, không có gì phải vội. tí nữa khác qua thì mình lấy mình lút hết đồ rồi, sợ gì. Gấu đi với anh không phải lo gấu ạ. Đi với Hit mà còn phải lo anh em à. Bởi vì mình đeo tai nghe nên là gấu không thể nào mà nghe thấy là kiểu khâu kiểu mình nói gì gấu không nói được anh em à. Gấu này không đi học à gấu? Ôi đã thứ bảy à? Ôi đã thứ bảy rồi, cuối tuần rồi, nhanh thế. Nhanh, tuần trôi qua nhanh vãi đạn. Nhanh như là gấu chạy ngoài đồng vậy. Không đúng à? Nhanh y như là gấu chạy ngoài đường. Gấu thì mình nói cay, tâm ra quay ra hát anh em à. Gấu không làm gì được. Gấu đang hát anh em à. Anh em có muốn nghe gấu hát không? Giọng trẻ con đấy anh em. Tự cho cái phím này bé xuống đã. Ok. Ok anh tới đây em yêu. Bo lạch rồi. Tớ sẽ phải di chuyển thôi. Xem nhà xe có xe không. Thấy bảo sắp tới có thùng độc đây gấu ạ. Sắp tới có bình độc gì đấy. Bắn vào chắc là mình thấy nhiều comment bảo là có thể là khi mà bắn thùng độc ấy, người nào bị nhiễm cái khói độc hay là cái nước độc này sẽ bị mất máu theo thời gian như kiểu tên đấy anh em ạ. Đúng rồi, như kiểu tên đúng không? Sóc đúng không? Video sóc đang 9 cái mà sắp ra. Yo. Ta đã đi được 2/3 bản đồ mà sao chẳng có ai để giết vậy? Được chưa, khi để cứu nào anh em à? Mình sẽ đưa chiếc xe này qua bên kia. Còn 32 người mà thôi. Úi rồi.
Bởi hôm nay mình toàn đi quay video chôn giảm danh quá. Tiếc danh quá anh em à. Uầy, hình như nhà này hình như bị lút rồi á gấu ạ. Cho nên là đồ rất là vắng. Chú ý ạ, chỗ này bị lút rồi, có thể có đứa phục ấy. Đây, xe lên đây. Trời, bé. Bé nó bắt mình ở bên anh em à. Được. Ok gấu. Gấu đang bỏ mình chết trước để gấu thể hiện anh em à. Vãi trưởng. Mình sẽ đi tìm địch, mình giết địch cho anh em xem. Xuống thung lũng không? Gấu xuống thung lũng kiếm kim không? Xung lũng không mà không có địch. Thề á? Chắc chưa? Gấu và thề là thung lũng không có địch anh em à? Rồi xem. Gì ấy? Ở đâu ấy gấu ấy? Anh mèo thấy vậy? Nó ở trên nhà hay dưới? Bên trên à? Kìa. Vãi trưởng. ghê. Mình nọ mình hỏi chả nói chẳng rằng gì làm 2 kill ngọt sớt anh em à. Hả? Lấy hết. Bên kia đồi còn á? Không bầu. Mũ 3 này. Tốt. 3 kill cơ. À không, không, đây là xác khác, ông gấu vừa làm 2 kill thôi mà. Uầy. Dầu ấy. Đang lên nha, cẩn thận nha. Rồi, hướng 60 ấy. Nó chỗ nhà xanh ấy, nó nhà xanh. Dưới nhà xanh ấy. Nó chạy ra ngoài. Nó chạy ra ngoài ấy, cẩn thận. Thử. Rồi, một phát nữa cho gấu. Thanh niên lại định bỏ chạy anh em à. Chắc là thấy tình huống gọi là không ấy được. Gấu anh em thấy không? Móc các thứ là gọi là phê phải biết anh em à. Đùa thôi anh em à. Chứ anh em mình bỏ mình này nọ chết. Gấu rất là hay đi móc anh em à. Gấu mấy 3 kill đúng không gấu? 3 kill đúng không? Anh em thấy nhân vật của mình sexy không? Uầy. Gấu đang tuyển tuyển máy bay kìa. Tuyển máy bay à không? Tuyển người yêu à? Người kìa. Gấu ơi. Con gái tuyển phi công trẻ, còn mấy người lớn tuổi hơn là gọi là gì nhỉ? Anh biết mấy cái này đâu. Gấu mới thì bằng phi công nha anh em. Phi công này gọi là mắc trẻ luôn anh em à. Mới 2k9 thôi. Chị em nào có nhu cầu không? Gấu vậy thôi nhưng mà trải qua rất là nhiều mối tình gì đó. Nhiều hơn của mình luôn. Cái trưởng thật. Em bún gì mà tán gái quá gơ. Gấu đang chịu cả trải nghiệm cảm giác mà mình nói mà không nói lại được á. Kiểu như là mình nói là không nói có make được. Let's go, ok. Anh thoải mái. Đâu, hướng nào không? Ra hết đây. Gấu, vừa rồi mình dọa có người gấu sợ không dám lên anh em à. Định chạy trốn. Thôi em đi trước đây. Thì sau không có ai lại lên. Đúng là gấu. Anh có mìn này. Đặt mìn không? Đặt đâu?
À, bây giờ anh đi vào có bị nổ. Em ngồi gần kìa, em ngồi gần ý. Em, chứ anh làm gì bị nổ. Này, không nhưng mà em đặt mình em lại em đứng gần đấy nó nổ. Anh đứng đây bị sao đâu. Bây giờ anh lại gần lại nó nổ này. Như xưa em, bây giờ mất quả mìn rồi. Fuck you. Fuck you gấu. À, gấu rủ mình đi chơi thằng thả thính anh em à. Ngon, đúng là trẻ con máu chiến mà. Ôi, giáp 2 của anh mất gần hết rồi. What? Ở đâu ấy? Nó đâu đâu rồi? What the hell? Ở ngoài 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 ngoài. Hướng 210. Nó bắn lên đấy. Bình tĩnh. Kiểu hướng nhà đá ấy. Thằng ngoài chết chưa? Ok. À có thằng bên kia còn. Mày giật quá, mình bật máy quay nó giật quá anh em ơi. Ôi, bảo anh đút với. Fuck you gấu. Lắc á, bên kia chưa không qua vội đâu. Bên nhà xanh chưa không qua đâu. Chỉ có đằng sau lên thôi. Nào 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 nào. Ôi, ba đứa. Đâu nhỉ? Bọn nó đánh nhau bên đấy gấu ơi. Gấu quyết định câu xuống rồi. Gấu quyết xuống. Ok, bỏ anh câu xuống với. Bên kia cứ kệ là bắn nhau đã. Đâu? Anh thấy anh nghe đâu? Kìa trước mặt. Mày hai đứa. Hay, hay lắm, baby à. Cẩn thận bên. Ôi, what the hell. Rõ ràng đặt bóng keo rồi mà. What the hell. Bình tĩnh nha, thì bình tĩnh nha gấu. Gục không, ui, chưa gục. Spat. Giữ khoảng cách vào. Một đứa gục. Một người nữa. Mọi người đó. Này thì ăn gấu này. Ghê. Một la cho gấu. Gấu vừa rồi bị ping rồi anh em à. Rõ ràng đặt bom keo ở chỗ kia rồi. Như là cái pha đấy mình nhảy lên bấm thì nó không bị trí hợp, không hợp lệ anh em ạ. Đâu ra nó lại không được. Có khách ở cổng. Khách đi về rồi. Ghê. Bên trên nhà xanh nãy đang bắn nhau nha. Chắc chắn là vẫn còn đội đấy. Không lúc tính xanh à. Hiện tại còn đội thì còn 7 người mà thôi. Hả? Sao á? À, ok, vừa quay được đấy. Vừa lúc anh chết nha. Để quay cho gấu. Gấu được lên 6 em à. Được thể hiện. Phát 2Q. Còn anh anh vẫn yếu rồi. Còn anh vẫn yếu rồi đấy. Còn đấy anh vẫn khá yếu rồi đấy. Gấu đang khoe em ạ. Trời ơi, trẻ con thì kiếc gì. Ôi, kìa. Ông keo kìa. Ông keo lút thính à bây. Cứ đưa chị lên từ từ. Gấu giảm thanh à. Cẩn thận dễ bị kẹp giò lắm gấu ạ. Ở sau chưa chết kỹ. Ôi nó lên liền. Có xe gần. Ok, bắn nhau đi. Rồi pha hỗn chiến thì bên dưới. Gấu giờ sẽ gọi là như ngư ông đắc lợi. Ôi assassin đấy đầu bảng kìa. Gục rồi. Ông kèo sẽ đặt nhanh thôi. Điện ngay. Kìa, có đứa bắn em bên trên đồi. May nó không hit kiểu bắn hit shot nha. Bên dưới thì đang cứu rồi.
chạy này, chạy hộ, chạy hộ tốt, khá là tốt cho gấu. Còn hai đứa bên dưới nữa, nó đã đạp máu rồi đấy. Gấu nó sẽ kêu em là boy gấu ạ. Gấu đang đi vòng anh em ơi. Hiện tại thì gấu đã trang bị trên mình một chiếc chảo và một chiếc ba lô khá là ngầu, xem đó là một chiếc mũ che nắng. Trời, trong Free Fire cũng đang khá là nắng. Lên xe rồi, bọn nó lên xe rồi gấu ơi, cẩn thận, bọn nó vào nhà đấy. Rồi, cột điện, cột điện, cột điện. Mấy thanh niên kia bắn nổ xe rồi. Gấu đang KS. Ơ không, cứ tưởng nó đang nằm, hóa ra là đang rút sáp. Chỉ còn hai thôi. Đây, liệu đây có phải là một pha một đấu hai hay không? Chắc chắn rồi. Hai thằng dưới đấy, hai thằng dưới đấy luôn đấy. Hai thằng ban nãy chưa giết kịp. Bọn nó hình như ngoài bo. Gấu đang quyết định chạy vào bó xì chuyển vào bo trước để can hai thanh niên bên ngoài bo kia. Nào, cố lên cô gái váy hồng à. Ui, vẫn trong bo. Ui, bo phía nó rồi. Còn ngoài bo này thì vẫn còn một người nữa ở đâu mình chưa lộ diện luôn. Kia mới có một người. Bên dưới, thấy rồi. Hai người này khác team nhau, hóa ra là hai người này khác team nhau. Một đấu một vào đấu một. Xem gấu xử lý như nào đây anh em ơi. Trên mình một tay khẩu Scar gì cả, skin gì đấy. Scar huyền thoại anh em ạ. Và một khẩu MP40, thêm vào đó một khẩu shotgun ngắn và một chiếc chảo khá là bình thường thôi. Chảo này chảo dĩ. Bom keo thế kia thì sắp nổ rồi. 9 giây nữa bo. Đúng rồi, gấu quyết định bụt bom keo luôn. Những tình thế như này không bị giữ đạn làm gì cả. Vẫn còn một thanh niên bên dưới nữa, di chuyển lên thì khá là ngưỡng lợi. Xem có chân lộ không? Xem có chân lộ không? Thằng đấy đặt bên trên xem chân lộ không? À không, đặt ký hết rồi. Kìa, đang né. Nó vẫn ngoài bo, à, vẫn trong bo mà. Nó vẫn né ra, nó ngó cả. Rồi, hay lắm, hai người kia bắn nhau rồi. Gấu sẽ là người đắc lợi. Rồi, một phát KS. Bom keo lên nào. Rồi, đúng rồi, phải đặt trước khi là địch ra bắn, không sẽ thiệt cho mình mà thôi. Tiếp cận rồi, vòng qua sau. Thằng này kia cũng là sau của gấu, hai người đổi vị trí cho nhau. Bắn gấu lỡ một nhịp đạn rồi. Không sao, bom keo rất là nhanh tay được đặt ra từ gấu. Và khá là chuyên nghiệp. Này thì Assassin này, thành niên top 1 đã bị gấu hạ gục rồi. Tuyệt vời. Điều đó là khiến mình cộng 32 điểm với không kill và cờ bét 9 kill. What the hell. Hay lắm gấu ạ. 09 09 9 0. Top 1, chúng mình đã được top 1 với kết quả là 09 anh em ạ. Ok, các bạn đã xem video nhé. Để các bạn thấy clip cờ bét bắn hay thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Khá là liên quan đúng không? Ok, và bây giờ thì bye bye nha. Hẹn gặp lại. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so.